tới, như nay đang khát ước mong mong tìm thấy dân Chúa đơn đau mây sầu che lối, luôn mong chiến thắng đến đây cai nào thế giới. Cứu dân đập tan giếng xích tội nhân, Chúa ơi lòng nhân từ Chúa không bờ. Hãy subscribe.
lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tội lỗi tràn lan. Con tin yêu cậy trong phó thác, con kêu van lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chiến thay cho trần gian, chuộc tội cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con, xin Ngài đoái thương. Chúa, Chúa ơi, biết lòng con đang xót xa vì tội lỗi con đã xúc phạm Chúa. Trời mênh mang, con tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tội lỗi tràn lan. Con tin yêu cậy trong phó thác, con kêu van lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tội cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con, xin Ngài đoái thương. Lúc khó nguy, lúc đời gian truân lẽ loi, Ngài bên con chia sớm thân. Ngài dìu con đến bên thiên đàng con mong. Nhật ký 501. Ôi Chúa Giêsu, tình quân của con, vẻ đẹp của Chúa tuyệt vời dường bao. Đóa hoa sống động đọng giọt sương mai, đem sức sống cho linh hồn khát bỏng. Linh hồn con đắm đuối trong Chúa. Một mình Chúa là đối tượng cho những ước vọng và nỗ lực của con. Xin hãy liên kết con thắm thiết với Chúa, với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần. Mong sao con được sống và được chết trong Chúa. Nhật ký 502. Chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa. Tình yêu nâng những hành vi bé mọn nhất của chúng ta lên cõi vô cùng. Nhật ký 503. Lạy Chúa Giêsu của con, quả thật con không biết sẽ sống làm sao nếu thiếu vắng Chúa. Thần trí con được hàn chặt vào thần trí Chúa. Không ai thực sự có thể hiểu được điều này. Trước tiên, người ta phải sống trong Chúa, rồi mới có thể nhận ra được Chúa ở nơi tha nhân. Nhật ký 504. Ra khâu, ngày 25 tháng 10 năm 1935. Những quyết định tuần tĩnh tâm. Trong mọi sự, không làm điều gì nếu chưa có phép của Cha giải tội,
và sự đồng ý của các bề trên, đặc biệt là về những soi động và những yêu sách của Chúa. Tất cả thời giờ rảnh rỗi, tôi sẽ ở bên vị thượng khách thần linh trong linh hồn. Tôi sẽ giữ thinh lặng trong ngoài để Chúa Giêsu có thể nghỉ ngơi trong tâm hồn tôi. Chỗ nghỉ ngơi ngọt ngào nhất của tôi là phục vụ và làm ơn cho chị em, quên mình và nghĩ đến cách làm vui lòng chị em. Tôi sẽ không biện minh hoặc tìm cách bào chữa khi bị chỉ trích, cứ để người khác mặc ý xét đoán. Tôi chỉ có một bạn tri ân để thổ lộ mọi sự. Đọc lại khúc này nhé. Tôi chỉ có một bạn tri âm để thổ lộ mọi sự, đó là Chúa Giêsu Thánh Thể. Và vị đại diện của Người, đó là Cha giải tội của tôi. Giữa mọi đau khổ xác hồn, cũng như trong cảnh tối tăm và bị bỏ rơi, tôi sẽ im lặng như một bồ câu, không lời than thở. Tôi sẽ liên lỉ hủy mình dưới chân Chúa để xin ơn thương xót cho các linh hồn đáng thương. Nhật ký 505. Trọn vẹn cái hư vô của con được đắm chìm giữa lòng biển cả xót thương của Chúa. Với niềm tín thác của một con trẻ, ôi Cha toàn thương, con xin gieo mình vào vòng tay Cha để đền bồi cho thái độ bất tín của quá nhiều linh hồn sợ hãi việc tín thác vào Chúa. Ôi, có quá ít linh hồn thực sự hiểu biết Chúa. Con nồng nhiệt ước ao cho các linh hồn được biết đến đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót là triều thiên các công trình của Chúa. Chúa dành cho mọi người một khối tình. Kính mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thánh Thần, con xin gửi đến hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn Thánh Thần hiện xuống này thương gia, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi, lạy Ngài xin đến chúng con trên đường, cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức thiên vương không lầy, sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu đàn chịu chết vì con,
mà con đã ca lòng phan nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và
toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Ngày thứ bảy, cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa. Hôm nay con hãy dâng lên ta những linh hồn sùng kính ta một cách đặc biệt và làm sáng danh lòng thương xót của ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của ta. Họ là hình ảnh sống động của trái tim từ bi ta. Họ sẽ sáng người đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hoa ngục. Ta sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trái tim Chúa là nguồn mến yêu. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn hằng ca ngợi và sùng kính lòng khoan nhân của Chúa. Để nhờ chính quyền năng Chúa, họ mạnh sức và vững tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn. Những linh hồn này kết hợp với Chúa để mang nhân loại trên vai họ. Khi từ giã đời này, họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính. Trái lại, lòng thương xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đói thương những người sùng kính, cùng làm sáng danh lòng thương xót vô biên của Cha. Họ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ là phúc âm sông đồng, bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân hậu, và tri óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi lòng thương xót của Cha. Ôi lạy Đức tối cao, con van nài Cha hãy rũ lòng thương xót, vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha. Xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng đích thân ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang ta trong cuộc sống họ và cách riêng trong giờ lâm chung, bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính lòng thương xót bao la không cùng của Cha. Amen. Lạy Cha, đừng đầy lòng trắc ân, đừng duy nhất tốt lành,
con chạy đến van xin lòng thương xót của cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của cha. Bởi vì cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào cha mà bị thất vọng. Lấy cha từ bi, chỉ mình cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tân hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này con là đá, trên viên đá này cha xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan sức khủng mưu ma vây vùng công làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa xin giữ người tăng cấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và đồng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa thương xót tất cả cộng đoàn chúng con. Xin thương chữa lành các bệnh nhân, thêm sức cho các cụ già và ban ơn sám hối, và thương xót quý vị ân nhân hồi lòng thương xót còn sống cũng như đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây nhiệm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ, và dầu tin ngàn xưa liêu thi, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta mới đây đức tin vô lại, nếu giác quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng Chúa vang hòa cùng vinh phu quyền quý danh giá, đưa coi trầm bay qua ngát thương. Thế tiếng Chúa Thánh Linh nhiệt đầu cùng tan dương cảm tạ suốt đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời thương nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kinh mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thay ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Xin dâng cho lòng thương xót Chúa dễ vào nơi con là biết bao lỗi lầm. Xin dâng cho tình Cha yêu ai lại đời con xin an bài đỡ nơ. Xin dâng lên Cha giây phút này một niềm yêu mến là yêu mến mà thôi. Xin dâng lên Cha cho cuộc đời để nên của lễ vàng nên cùng lạy Chúa. Con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi
nào ai dối được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Mi đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.